Xin chào tất cả các bác nha. Chúc các bác có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và an lành. Các bác có biết trái gì đi không? Đây. Hỏi các bác có biết, bác có biết trái gì không? Em trao đổi với các bác đây là cái trái lá thái các bác nha. Đây. Thì em có quay cái video mà em mới thằng con trai nhà em đấy đi cắt na thái về để thắp hương đấy. À, thì hôm em cắt là để ngày 29 âm lịch đấy, mà hôm nay là ngày mùng 3, vậy là 4 ngày rồi các bạn. Đấy. Thì những cái trái na này là tương đối già rồi các bác nhé. Đấy. Thì đến 4 ngày thì bắt đầu các trái này, các trái na mà nó già này nó chín. Đây, những trái này thì chín rồi các bác này, chín rồi. Đấy. Đây, những trái này chín rồi. Thơm lắm các bạn, thơm lắm. Và ngửi mùi thơm lắm. Nên là chúng ta thắp hương ở trong nhà ấy, thì nó có cái mùi thơm man mát, dễ chịu các bạn. Đấy. Thì trao đổi các bác thì các bác mà trồng nhiều na thái rồi ấy, thì cái vấn đề mà em làm video này thì rất là bình thường. Rất là bình thường nhé. Tại vì các bác đã ăn rất nhiều lần na thái rồi thì cảm thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà vấn đề em trao đổi cái video này là chủ yếu là hướng đến các bác là mới trồng na thái thôi. Mới trồng na. Đấy. Và những bác mà đang có dự định để trồng na thái ấy, hoặc có những bác là trồng rồi nhưng mà nó chưa được trái như ý, hoặc là còn cũng có bác là đã trồng và ăn nhiều na thái rồi, tuy nhiên đây cũng xem cái video này để anh em ta là cùng nhau gọi là tham khảo, phải không? Có một cái gì đó để chúng ta tham khảo cho nhau thôi. Thì trao đổi các bác là cái na thái ấy, thì với những cái trái này thì em bọc cái lưới cái bọc là cước nưa, cái bọc bằng cước nhé. Đấy, cước mịn đấy các bác nhá. Đấy, thì cái bọc bằng cước ấy thì nó cũng có một cái là nó cái trái nào mà bị ánh nắng dọi vào trực tiếp thì nó vẫn bị lám các bạn, nên cái mã của nó là không được đẹp lắm. Đấy, không được đẹp lắm, không giống như những cái trái bọc bằng cái loại túi khác. Đấy. Thì trao đổi các bác là tuy nhiên thì cái túi cước ấy thì nó lại được nhiều vụ các bác ạ. Đấy, nó lại được nhiều vụ, có thể sử dụng được nhiều lần. Đấy, nên vấn đề là sử dụng túi bọc ấy thì tùy các bác nhé, tùy các bác sử dụng. Thì đấy là mỗi người đều có cái cách tính, cách nghĩ và cái cách làm khác nhau. Thì vâng, trao đổi các bác là em cũng đang thử nghiệm một cái dòng túi, một cái dòng túi bọc cái na thái này mới, xem là khi bọc thì cái màu, cái mã quả này nó có đẹp hay không. Thứ hai nữa là xem cái chất lượng nó như thế nào. Thì em sẽ báo cáo cái kết quả đấy, về cái vấn đề là cái kết quả để bọc cái loại túi mới đấy cho quả na thái. Em sẽ quay lại cho các bác biết và cũng sẽ nói rõ được là cái ưu điểm cũng như những nhược điểm của các loại túi mới. Đấy. Thì na thái thì thường là khi mà nó già rồi ấy, các bạn, khi mà na thái nó già rồi thì chúng ta hái sẽ khoảng 3-4 ngày nó chín. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta hái non một tí, có nghĩa là quả na thái chúng ta hái tầm khoảng 7-8 tuổi thì nó có thể là được 5-7 ngày nó mới chín các bạn. Đây, em ví dụ như thế này. Đây là những trái na mà em hái cùng nhau nhé. Đấy, những trái này thì đều xuân xuân khoảng 6-7 lạng. Em cân cho các em có cân cho các bác xem thử rồi đấy. Đấy. Thì bốn trái này là được 2,4 kg, là trung bình là 6 lạng một trái các bác nhé. Đấy. Tuy nhiên thì những cái trái mà nó già rồi ấy các bạn, khi nó già cái gai của nó là nó căng ra hơn ấy. Đây, những cái gai của nó căng này. Đấy. Thì nó sẽ nhanh chín. Còn những cái trái mà nó non hơn một tí ấy, nó tầm khoảng 7 tuổi ấy. Đấy, đây như những trái này thì là nó chưa chín một tí nào các bác nhé. Đây, nó vẫn đang rắn, rất là rắn nhé. Mùi nó cũng thơm thơm rồi, tuy nhiên thì nó không hề chín một tí nào. Nếu những cái trái này có thể để thêm được thêm 2 đến 3 ngày nữa các bạn. Đây, những cái trái này có thể để 2 đến 3 ngày nữa được. Vậy thì chúng ta có thể rút ra cái kinh nghiệm, nếu mà chúng ta bán thì chúng ta vận chuyển đi xa thì chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải cắt quá già các bạn. Đấy, chúng ta có thể cắt nó tầm khoảng 7 tuổi hoặc 8 tuổi thì chúng ta có thể đảm bảo được trong vòng khoảng 5 ngày. Đấy, 5 ngày là nó không chín các bạn.
là nó vẫn còn xanh này đấy. Chứ còn nếu mà chúng ta cắt chín chỉ được 4 ngày thôi. Hôm nay là ngày thứ tư các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư đây. Trái na này đây. Đấy, mấy quả này là ngày thứ tư chín hết đây. Mấy trái này chín rồi các bạn. Đây. Đấy, chín hết rồi. Còn những cái trái mà em cắt hơi non một tí, các bác nhìn có thể nhìn gai, các bác biết này. Đấy, gai nó vẫn còn rất là sâu nhá. Cái rãnh rất là sâu mà gai nó chưa mở ra mấy. Đấy, thì nó có thể để được cỡ khoảng cả tuần luôn. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Đấy, nhưng mà cái trái này chắc chắn là phải để được 2-3 ngày nữa, vậy thì có thể phải để được 7-8 ngày. Đấy. Nên là khi chúng ta cắt na, ví dụ chúng ta cắt mà chúng ta gửi về quê, về Bắc. Đấy, mang tính chất là chúng ta vận chuyển xe cộ các thứ thì chúng ta cắt hơi non một tí. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta có thể bán ở gần hoặc có thể biếu ở gần thì chúng ta có thể cắt là những cái trái thật già. Thì nó có khoảng 3 ngày, 4 ngày là chúng ta được ăn. À. Sau đây em sẽ bổ thử một trái na ra các bác nhé. Để xem bên trong thế nào, cũng là giới thiệu cho các bác mà chưa trồng na, đúng không? Đấy, đang mong muốn được trồng na để kiếm một quả để ăn ấy, thì sẽ biết được bên trong nó như thế nào các bác nhé. Đấy, em sẽ bổ cái trái này đi. Đấy, trái này. À. Cái na khi nó chín này, những cái gai của nó thâm thâm đen đen này các bạn, nhưng mà thơm lắm các bác nhé. Để trong nhà các bác đi để trong nhà, các bác vào trong nhà là các bác biết ngay là có trái na rồi, tại vì nó thơm man mát, rất là dễ chịu. Đấy, em bổ trái na này các bác nhé, em bổ cho các bác cùng xem. Đấy. Đây. Đây các bạn. Đấy, đây nha. Đây trái na em bổ ra. Đấy. Có thấy không? Quả to. Rất là ít hạt các bác nhỉ. Đấy. Chúng ta bổ ra chúng ta thấy là cũng rất là ít hạt nhé. Đấy. Thơm lắm các bạn. Rất là thơm. Đấy. Chúng ta sẽ ăn thử xem thấy nó thế nào các bác nhé. Ăn thử xem nó thế nào. Đấy. Ăn thử xem chất lượng nó ra sao. Mời các bác ăn na nhé. Em mời các bác ăn na nhé. Ngon quá các bạn. Cái cùi của nó, nó có cái độ dai các bạn. Nó dai lắm. Đây. Có thể các bác chưa ăn na Thái thì các bác cũng chỉ nghe em nói là nó ngon thôi chứ các bác chưa. Nhưng mà em chỉ cho các bác luôn nè. Cái na Thái là cái cùi này nó rất dai các bác. Đây nó dai này. Đấy, nó dai lắm các bác nhé. Nó dai mà nó giòn giòn giòn. Đấy, nó dai này. Đấy, các bác thấy không? Kéo ra đây này nó rất là dai nhé. Đấy, mà nó khô, nó không bị nhét. Nó không bị ướt, nó không... Đấy, khi chúng ta lột cái vỏ ra chúng ta ăn là cái cùi này nó khi chúng ta nhai nó cảm giác rất là dai. Nó dai giòn giòn. Nên thành ra là nó mà chúng ta mà ăn nó cảm giác rất là thích thú. Đấy, ăn cảm giác rất thích. Mà thứ hai là cái hương vị nó mùi thơm, nó nhẹ nhàng, nó sọc lên trên mũi. Đấy, cảm giác rất là sướng các bác nhé. Đây là na Thái. Đây, na Thái đây các bác nhé. Đây na Thái đây. Na Thái đầu mùa của nhà em. Đấy. Đấy, na Thái đầu mùa. Ăn rất là sướng các bác nhé. Nên các bác nào mà chưa trồng na hoặc là đang trồng thì cũng yên tâm đi, giống na Thái ăn rất tuyệt vời nhé, ăn rất ngon nhé, mà ít hạt. Đấy, rất là ít hạt nhé. Đấy, cái múi nó ăn rất dai, rất nó dai, nó giòn giòn chứ nó không có cảm giác nó bét bét hay nó bết bết giống như là chúng ta ăn cái trái mãng cầu hoặc là cái trái nata của chúng ta đâu. Ăn nó không có cảm giác đấy. Đấy, nên đây nó ăn nó giòn giòn, nó khô khô. Nó cái gì dai, cái mùi thơm nó sực lên, ăn rất là sướng, rất thích thú nhé. Đấy, rất là thích, rất là sướng. Đấy. Nên cũng động viên các bác nào mà chúng ta chưa trồng na Thái thì chúng ta trồng để chúng ta sử dụng trong nhà chúng ta ăn thôi. Đấy, tại vì thực tế nó cũng khá dễ trồng. Còn bác nào mà trồng số lượng nhiều để mà kinh doanh buôn bán thì em không dám nói nhé. Tại vì các bác mà xác định trồng là các bác đã phải nghiên cứu rõ kỹ về cái kỹ thuật rồi. Đấy. Thì em đây cũng có những cái trái na đầu mùa thắp hương tổ tiên ấy, thì sau 4 ngày này nó chín. Đấy. Thì cũng bổ thử để test cái chất lượng của nó. Đấy. Thì cũng quay lại với cái video để trao đổi các bác như thế nhá. Và cũng một số cái lưu ý là các bác khi hái mà chúng ta muốn để nó dài ngày ấy, chúng ta vận chuyển đi xa thì chúng ta hái hơi non một tí, tầm khoảng 7-8 tuổi chúng ta hái được rồi. Còn như khi mà chúng ta hái mà để bán ở nhà hoặc là chúng ta sử dụng ấy, thì chúng ta hái già thì chúng ta ăn sẽ ngon hơn. Thứ hai nó sẽ nhanh chín. Đấy, mùi hương vị của nó sẽ ngon, thơm ngon hơn. Đấy, cái gì nó cũng có cái giá của nó các bác nhỉ. Đấy, nên cũng mạnh dạn trao đổi với các bác một số cái
cái thông tin như vậy để các bác nắm nhá. Còn các bác mà đã làm na lâu năm rồi, các bác ăn quá nhiều na rồi thì em không nói làm gì đấy. Đấy, thì đây là những cái trái na nhà em nhá. Đấy, còn đây những trái này to hơn nữa này. Đấy, những trái này thì bự hơn. Đây, những trái này bự hơn. Đấy, thấy không? Đấy, những trái này già quá rồi, nghe rất là nhanh chín các bạn. Đấy, những trái này thì vẫn còn đang hơi nhũn rồi, còn những trái này còn đang cứng. Đấy, trao đổi các bác thế nhá. Vâng, thì em cũng xin chúc các bác sẽ có những thành công, mặc dù nó không được nhiều như của em đây thì cũng không được nhiều lắm đâu các bác nhá. Nhưng mà đây cũng là cái thành công trong quá trình này ta trồng cây ăn quả. Đấy, cũng mong các bác cũng sẽ có những niềm vui như vậy. Thứ hai nữa, các bác nào mà trồng số lượng lớn sẽ đầu tư bài bản ấy, thì sẽ thật là thành công trong lĩnh vực là làm cây na Thái. Cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã ghé thăm kênh của em. Và cũng sẽ theo dõi cái video của em quay về cái vấn đề là em bổ cái chai na đầu mùa. Xin chúc các bác sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong video lần sau các bác nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác.